làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm, làm cho tất cả danh hài để làm ngã nghiêng không ngưng cười. Lo quá hả? Dạ. Thở vào thở quá thở. À, bạn ơi. Dạ. Hôm nay trở lại đây với tinh thần như thế nào? Lần trước khi em diễn xong á thì em về em có suy nghĩ, thì em thấy lần trước hình như diễn hơi buồn. Nó bị thiếu năng lượng, em nghĩ là em có thể làm được nhiều hơn như vậy nữa. Cho nên lần này em sẽ mang thật nhiều năng lượng tới, ít nhất là tại vì đây là vòng gala mà gần Tết nữa, cho nên là sẽ vui hơn một chút xíu và em sẽ tận hưởng cái sân khấu này. Đúng vậy. Em tới đây với một tinh thần đã xác định là gala có nghĩa là gặp lại, đã có rồi, bây giờ coi lại phải lợi hại hơn xưa nha. Quan trọng là vẫn thần thái đó, vẫn bộ đồ sang, đẹp. Và quan trọng với anh Thành là sạch sẽ. Bây giờ mời cậu nhập cuộc. Vòng 1, thời gian 60 giây bắt đầu. Chào mừng tất cả các bạn đang đến với chương trình Làm thế nào để trở thành người tốt. Và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn làm thế nào để trở thành người tốt với 3 món vật. Món vật đầu tiên là một trái chuối. Tại sao chúng ta phải đem chuối theo bên mình? Là tại vì khi mà chúng ta cứu người, chúng ta cứu hoài cũng được. Mấy bạn làm ơn đem trái chuối ra bỏ bụng người đó giùm tôi. Để làm gì? Để khi mà người ta có đợi chờ người khác tới cứu đó thì đói bụng có thể lấy chuối ra mà ăn. Còn nếu như mà người ta không thể, coi như đợi không được nữa thì coi như thủ tục cũng xong. Các bạn biết rồi, khi mà trời kêu say you do thì chúng ta phải nói ổng là my everything. Chúng ta không thể nói ước gì mà chúng ta phải đi về nơi xa và trở thành người về từ lòng đất. Nói tóm lại là ai trời kêu ai nấy dạ. Nếu mà chúng ta bỏ chuối vô rồi mà họ vẫn không có gì xảy ra thì làm ơn quay trở lại lấy cho chuối về ăn, tập gym cho nó khỏe giùm tôi. Rồi, nói tóm lại đó. Chúc mừng bạn danh hài Tiến Hành đã nở được cười và bạn đã vượt qua vòng 1. Giỏi. Dễ thương quá em. Hồi nãy em á, em lừa tâm lý người ta hay lắm. Em mang ra trái chuối nó cũng liên quan tới trái đất này hết trơn. Rồi cái trái chuối đó sau khi em để vô bụng là tôi muốn xỉu rồi. Nhưng em lừa người ta, em không cúng liền. Để đó cho người ta chờ, người ta cúng. Không có cái gì ăn, người ta biết bò trái chuối người ta ăn. Đó là một cái phương pháp đánh lừa. Lừa xong lát mới dòng ngược lại, cứu không kịp để dằn bụng luôn. Nhưng mà cái cuối cùng em dòng lại nữa. Thí dụ mà cuối cùng người ta xong rồi không cứu được nữa thôi, lấy trái chuối đem về ăn, tập gym luôn. Thông minh, lịch sự, sang trọng, vi diệu. Kiệt ơi. Dạ. Vẫn là phong thái chị yêu thích em nha, cho nên em lấy được 40 triệu của chị. Bây giờ em quay lại, em vẫn đỉnh đạt, em vẫn hiền lành, em vẫn khiêm tốn. Và khi em bước vào cuộc rồi là em bất chấp. Chị thích những cái người diễn viên như vậy, yêu mến em quá cho nên em đã thoát thân được vòng 1. Mời em bước vào vòng 2. Dạ. Kiệt, hãy sẵn sàng bước vào vòng 2. Vòng 2 60 giây bắt đầu. Và mẫu vật thứ hai tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là một hộp cơm. Nói đến đây tự nhiên tôi nhớ đến một ca khúc. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em, những năm tháng yêu nhau giá vờ. Tại sao tôi lại hát bài hát này? Đó là bởi vì khi tôi quay ra làm sao tự nhiên tôi thấy anh Ngô Tuấn Huy, tôi nhớ bài này tôi hát vậy thôi chứ không ý nghĩa gì sâu xa liên quan tới đấy trong đó. Nói về hộp cơm, khi mà chúng ta cho cơm thì chúng ta phải có quyền lực ở trong đó. Tôi ví dụ, các bạn tới gặp người đây, các bạn cho cơm, các bạn phải cầm lên, đỉnh cao lên giùm tôi. Trên tay tôi chỉ còn cầm một hộp cơm. Người tôi gọi tên làm ơn lên đây lấy cơm về ăn. Người tôi không gọi tên ngay lập tức đi ra tiệm cơm Bình Dân mua giùm tôi hộp cơm 20 ngàn, nhớ xin thêm bọc cơm, thêm bọc canh và hai trái chuối. Ai cho chúng ta sẽ được ăn cơm đây? Bạn. Nhiều người quá, thôi không cho nữa, đi về. Chúc mừng bạn. Tào lao, cầm hộp cơm chảnh chẽ như là ông tiên xuống bàn phao làm cho cố ra mua hộp cơm xin bịch canh nữa mới có duyên. Ai không nhiều quá không cho, đi về. Quẹo phải. Hồi xưa em biết không, khi mà anh mới vào nghề, anh cũng như tụi em, anh mê cái những cái điều mà sáng tạo, mà người ta nói người ta làm được, mình phải làm cái gì người ta không làm được, là mình phải chế rằng bài dài. Ví dụ như là trong cái tuần dạy rễ trước đi ha, anh đi từ cấp độ lên dần. Cái dạy rễ anh nói là mày có biết cái người mày phải học hỏi là ai không? Là ông cứu nội vợ mày. Có nghĩa là ba của ba của ba. Ba của ba của ba là một người rất là tài ba, là bởi vì ông đã bôn ba trước bao nhiêu sóng gió phong ba để ông nuôi ba của ba. Và vào ngày 3 tháng 3 năm 1933 thì ba của ba của ba đã trở thành một người chủ tài ba, đứng hàng thứ ba trong việc cung cấp bia ba số 3 cho quán ba.
đó, có như là mình phải mình nhồi, mình học, mình nhét, mình làm sao mà mình nói ra một cái đoạn mà nó dài như vậy mà rõ từng chữ, thần thái mình cũng phải đầy đủ. Thì anh đã là người trải qua những cái điều đó, anh mê những cái điều đó. Đến ngày hôm nay anh thấy em nói như cái máy vậy đó, anh thích lắm. Tại vì cái đó nó không phải là tự động có, nó là luyện tập. Cho nên cảm ơn em đã tập luyện cái nghề của mình. Mình yêu là mình phải làm cho hết mình. Thì biết em có tâm. Cho nên anh chị nói hết bằng tấm lòng rồi, nghe đã rồi, thoải mái tâm lý rồi, bước vô vòng 3 đi Kiệt. Và 60 giây bắt đầu. Má, trong nhà có hai anh em mà, con với anh Quy. Mà anh Quy xin tiền thì má cho. Con xin má có 150 triệu, má đồng diễn 5 phút má mới cho. Con cũng biết rồi. Bởi vì con chỉ là một đứa con rơi ngoài gốc mẹ gốc Minh, được má đem về nuôi cho tới bây giờ. Nên làm sao tránh được chuyện so bì. Mà ông tin đó, bây giờ mới ra ngoài chợ mới coi người ta gặp má hả? Một tiếng má thằng Quy, hai tiếng má thằng Quy, nghe ngọt quá. Chưa, còn khúc tao, còn khúc tao. Diễn tiếp luôn. Bây, bây giờ em đã xuất sắc vượt qua rồi. Hát sao tặng chị. Mà má còn đi khoe khoang với bà con lối xóm, thằng ca sĩ Ngô Kiên Quỳ nó hát hay vô cùng. Sau xưa má ông đặt tôi là con rơi con rớt, cái me cái mất thì Trấn Thành gì đi cho nó dễ công việc. Không có gì đâu mà chia sớt cho đồng, bởi con hai dòng nên bên trọng bên khinh. Hay. Nè, cậu ba, sao cậu ba lại nghĩ ra một bài ca hay quá để cho má hương bên trọng bên kinh, cho mọi người biết đến hai đứa con tên Quy tên Thành. Dễ thương quá. Làm sao mà có thể kết hợp được một bài ca trong đó có ý hài rồi nhét hết hai ba con người vô trong. Không lẽ ngày mai anh phải cảm ơn người sinh ra em để kêu má Kiệt. Hai triệu. Hai triệu. Và thời gian vòng 4, 60 giây bắt đầu. Dạ, xin chào tất cả các bạn. Em xin phép, tôi xin phép được giới thiệu, tôi là Lương Mạnh Cải, là anh em họ của nam diễn viên Lương Mạnh Hải. Nhưng để gọi cho nó tay, người ta thường gọi tên trước họ sau, cho nên các bạn có thể gọi tôi vắn tắt là Cải Lương. Và ngày hôm nay tôi xin được phép giới thiệu với các bạn một sáng tác mới của tôi, một ca khúc mà tôi phổ từ nhạc rock qua nhạc dân ca. Mời các bạn thưởng thức. Bẹt. Em muốn sống bên anh trọn đời, như núi chở rộng bên mặt trời, để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi bẹt. Em chết sống bên chị trọn đời, như áng mây khát khao bầu trời của em, tình yêu của em, đồ mi son đất son đồ son bẹt bẹt. Hát tiếp đi còn không? Duyên dáng, duyên dáng. Trời ơi em, hồi xưa tôi chế cái còn thương rau đắng mọc sau hè sang điệu Tây Nguyên. Rồi bây giờ ông đi ngược lại, ông chế cái bài rock Tây Nguyên qua cải lương. Hát cho chị nghe bài đó đi. Hả? Chị năn nỉ em. Em em cứ coi chị ít coi em lắm Thành. Cái chị nghe tặng chị đi. Tặng chị cái Thành. Cái bài đó, cái bản gốc đây là nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn, coi khói đống đồng để ngậm ngùi, chim nhớ lá rừng. Thấy không? Còn giờ nó qua điệu Tây Nguyên thì nó phải là nắng hạ đi, mây trôi lang thang để hạ buồn, mây trôi lang thang để ngậm ngùi, chim kêu lá rừng, chim kêu lá rừng, chim kêu lá rừng, chim kêu lá rừng.
Em mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần với cậu ngồi. Mẹ nhổ tất sâu ơi chị em tóc bạc như nhau. Tóc bạc như nhau. Mẹ nhổ 1 cộng 2 cộng 3 cộng mẹ bước sạch đầu. cho em nói một chút ạ. Là em đi coi cái hôm đó anh diễn cho nên em mới đổi cái bài này qua đó. Cảm ơn em. Em ơi, em làm một chuyện quá tuyệt vời. Đúng vậy. Đây là món quà của tôi. Khi em lấy tôi ra làm nguồn cảm hứng, đối với tôi đó là một sự vinh dự. Cảm ơn em rất nhiều. Giỏi quá rồi. Dễ thương quá. Ban giám khảo cưng quá rồi. Cưng xã rồi. Là hát 8.000 tuồng để đối với em rồi. Vậy thì chúng làm ta bước vào vòng 5 nha. Làm luôn, làm. Liệu thí sinh Tuấn Kiệt có vượt qua được vòng 5 và giành giải thưởng cao nhất 150 triệu đồng hay không? Chúng ta sẽ biết được kết quả sau ít phút nữa. Rồi, sẵn sàng. Thời gian 60 giây. Bắt đầu. Còn cái cổ vật thứ ba, tôi xin lỗi. Còn cái sự vật thứ ba, đó chính là cái khăn này. Cái khăn này nó mới ghê này. Cái khăn này nói về lòng tốt, nó thể hiện sự nhẹ nhàng, sự tinh tế. Các bạn biết rồi, người xưa có câu là thi ân bất cầu báo. Tức là làm việc ơn thì không cần trả ơn. Nhưng mà gặp cái dòng mà giỡn mặt, mà cái dòng mà coi như là làm ơn mắc quán, làm ơn lấy cái khăn này xiết cổ nó giùm tôi. Còn nếu không đó, là khi chúng ta phát hiện là chúng ta đã giúp đỡ rồi mà chúng ta giúp tầm bậy, làm ơn lấy cái khăn này xếp cái quần đội đầu bỏ trốn giùm tôi. Nói tóm lại, với cái khăn này, các bạn đã nghe Phương Mỹ Chi với Trấn Thành hát rồi. Đời như chiếc lá, ngày mai gió cuốn bay xa. Xin lỗi, tôi hát lộn đoạn. Nó chính xác là hát như vậy. Một người dưng, đôi khi có nghĩa có tình, đôi khi không nghĩ cho mình, giúp người xa cơ nào muốn trả ơn. Cho nên, đứa nào mà giỡn mặt không cần giúp, cầm cái khăn này xiết cổ nó cho xong để cuộc đời nó nhẹ dạ. Hết vậy rồi, thôi. Yeah. Kiệt. Dạ. Ga phải càng ngày càng đậm ha, thì nó mới nhấn nó. Em càng ngày đi tới đích mà. Đáng lẽ để cái khăn đầu xong, chai chuối sao? Chai chuối sao? Cái chuối là cái ít ai nghĩ ra được. Tại sao? Tại sao chọn tiết mục này? Tại vì em không nghĩ là em đi sâu được tới như vậy. Cho nên lúc mà hết vòng 4 thì em hết bài rồi, em phải quay lại cái tiết phẩm đầu tiên. Em biết sao? Cái uổng là gì nè. Em không có chuẩn bị yếu. Có nghĩa là em chuẩn bị cả 5 cái đúng không? Nhưng em sắp xếp không đúng. Chỉ đơn giản là chỉ em mang cái khăn ra làm số 1 để em bỏ trái chuối vô vòng 3 là mọi chuyện perfect. Mọi chuyện nó sẽ vi diệu. Tại sao cho chiếc khăn gió ấm nó liền xuống vòng 5 này? Cái chuyện gì xảy ra với em? Anh tiếc quá. Trời ơi, em có biết nếu em mà sắp xếp đúng thứ tự, em sẽ là ngôi sao của chương trình. Lần đầu tiên có một bạn trẻ mang cái hài. Đây là hài sân khấu nha. Đây không phải là hài thiếu nhi hay là hài kiểu mà sinh hoạt nhẹ nhẹ chọc cười. Đây là hài sân khấu chuyên nghiệp, có đầu tư. Ban tổ chức tặng cho em 5 triệu, nhưng mà số tiền đáng lý em được nhận là 150 triệu, là số 15 đúng không? Vậy thì anh Thành còn chờ gì nữa, và Diệt Hương mỗi đứa tặng cho em 5 triệu. Em vẫn yên ngang đem về số 15 đúng không? Cũng có số 1 và số 5. Rất cái số 0. Rất số 0. Rất đúng số 0 thôi. Đồng ý không? Đồng ý. Vô. Dạ. Hai người thôi coi như đàn anh đàn chị của em đi. Chào đón em bước vào nghề của anh chị. Cảm ơn hai anh hai ạ. Giỏi lắm kìa. Quá giỏi. Quá giỏi. Rất là giỏi. Đây là một trong những người mà tôi cảm thấy tôi cảm ơn bạn, tôn trọng nghề nghiệp tôi, làm đâu ra đó. Và khi chương trình gặp lại gala của Thách Thức Danh Hài sẽ có những điều đặc biệt như vậy. Nếu bạn xuất sắc, không phải chương trình đâu, còn hai đứa chúng tôi me sẽ tặng quà cho những người như thế này. Và một lần nữa tôi phải khẳng định, đây là Tấu Hài. Thưa quý vị, những gì quý vị cho Tấu Hài là như thế này, là như thế kia, thì tôi không biết, quý vị có thể xem sao cũng được. Nhưng tôi cũng khẳng định, cái quý vị vừa xem vừa rồi tại chỗ này, đây là Tấu Hài cao cấp của chúng tôi đây. Vâng. Cảm ơn em. Được này, cười mỉm chi cho những cười quá chiến.
khi một trong hai danh hài tươi cười.